quý vị và các bạn, thời gian gần đây, trên nhiều tuyến đường của tỉnh Kon Tum tồn tại thực trạng hệ thống biển báo hiệu giao thông bị che khuất, hư hỏng, thay đổi. Đèn cảnh báo, đèn tín hiệu giao thông tại các ngã tư thường xuyên hư hỏng, mất chức năng chỉ dẫn giao thông. Điều này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng rất lớn đến trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Theo phản ánh của người dân, tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Kon Tum, thời gian gần đây xuất hiện nhiều đèn tín hiệu giao thông hư hỏng, loạn tín hiệu. Đơn cử tại ngã tư đường Bà Triệu giao nhau với đường Phan Đình Phùng, cột đèn giao thông này chỉ hiển thị đèn tín hiệu, còn đồng hồ đếm ngược được tích hợp với đèn tín hiệu giao thông thì đã hư hỏng hoàn toàn. Hiện nay thì đèn giao thông thì một số nó bị không còn tín hiệu nhảy dây nữa, thì để làm cho người đi đường người ta không canh được cái thời gian để họ đi qua đường. Cái này thì nên khắc phục lại. Hiện tại thì nó sẽ có, mình không nắm rõ, nhưng mà hiện tại ở ngay ngã tư và chiều đây là có một cái đèn bị rồi, là không có tín hiệu dây không nhảy. Ngoài điểm Phan Đình Phùng giao nhau với đường Bà Triệu, nhiều đèn tín hiệu khác được lắp đặt tại các ngã tư như Lê Hồng Phong, Phan Chu Trinh, Lê Hồng Phong, Bà Triệu, Trần Phú, Phan Chu Trinh cũng chung thực trạng hư hỏng bộ đếm ngược, thời gian kết nối với bộ đèn tín hiệu giao thông. Tôi cũng là một người tham gia giao thông, tôi thấy tình trạng đèn xanh đèn đỏ ở đây thì có một số đường là nó không hiển thị dây, tức là đèn xanh đèn đỏ từ khi báo hiệu nó không hiển thị rõ ràng để mình chuẩn bị, thì thấy là rất bất cập. Đến lúc là mình đang đi thì mình không chủ động được, lúc mà muốn qua là nó rất là không chủ động, cho nên là rất là sợ xảy ra một số vấn đề tai nạn giao thông. Mình thấy những cái tuyến thì rất là nhiều, ví dụ là đường Bà Triệu, Phan Đình Phùng, các đường, ví dụ là đường Hoàng Thị Loan cũng có một số. Người dân sinh sống gần đó cho biết, tình trạng này bắt đầu xảy ra từ đầu năm 2022. Đèn tín hiệu giao thông hư hỏng đã gây ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân trên địa bàn. Bởi đoạn đường này, mỗi ngày có lưu lượng phương tiện qua lại rất lớn. Đặc biệt, vào thời điểm tan tầm hoặc đầu giờ làm việc, khu vực này rất đông người qua lại. Nhưng vì hệ thống đèn tín hiệu không hoạt động nên giao thông rất phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Không riêng gì thành phố Kon Tum, nhiều tuyến đường trên địa bàn các huyện cũng thường xuyên xảy ra tình trạng các biển báo hiệu giao thông bị xuống cấp hư hỏng. Biển báo hiệu giao thông bị cây xanh hay biển quảng cáo lớn che khuất tầm nhìn. Thậm chí trên cùng một tuyến đường chằng chịt các biển báo hiệu giao thông che khuất nhau. Hay hệ thống đèn cảnh báo bị hư hỏng hoàn toàn làm cho người tham gia giao thông khó quan sát, bị động trong quá trình lưu thông. Đơn cử tại ngã tư đường Chu Văn An giao với đường Hùng Vương, thị trấn Đắc Tô, huyện Đắc Tô. Trước đây, đèn chớp vàng cảnh báo giao thông được đề xuất lắp tại vị trí này vì lượng người và phương tiện lưu thông tương đối lớn vào buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều. Đèn chớp vàng được lắp đặt nhằm cảnh báo cho người tham gia giao thông biết được nguy hiểm phía trước và cần giảm tốc độ ở những vị trí này. Tuy nhiên, khoảng 2 năm trở lại đây, đèn tín hiệu này không còn hoạt động cảnh báo nữa. Theo rà soát của lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Đắc Tô, hiện nay trên địa bàn huyện có khoảng 20 vị trí lắp đặt đèn chớp vàng cảnh báo giao thông. Đèn này thường được lắp đặt tại những đoạn đường cong, cua, đường giao nhau không đủ điều kiện để lắp đèn xanh đỏ. Đoạn đường thường xảy ra tai nạn hoặc va chạm giao thông. Nhờ đèn cảnh báo này, từ xa, lái xe có thể dự đoán tình hình đoạn đường phía trước. Từ đó chủ động phòng tránh bằng cách giảm tốc độ và chú ý quan sát, nên hạn chế đáng kể tai nạn, va chạm giao thông do phóng nhanh, vượt ẩu. Nhưng thực tế hiện nay, hầu hết đèn cảnh báo này đã hư hỏng hoàn toàn, không còn chức năng cảnh báo giao thông. Tôi cũng thấy khó chịu, cũng sợ bị ảnh hưởng giao thông, cái hai hướng đi qua là ảnh hưởng nhiều. Tôi sợ là không có đèn thì người ta đi không chú ý là dễ bị tai nạn. Trên địa bàn huyện Đắc Tô thì được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cũng như chính quyền địa phương thì đã đầu tư các cơ sở hạ tầng về giao thông cũng như hệ thống về biển báo, biển chỉ dẫn và hệ thống đèn tín hiệu. Thì nhìn chung thì về những cái đầu tư đó thì nó cũng đáp ứng tích cực và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giao thông là được thuận lợi cũng như là an toàn.
và thúc đẩy sự phát triển về kinh tế xã hội trên địa bàn. Thì tuy nhiên thì qua quá trình sử dụng cũng như là ấy thì hiện tại thì trên địa bàn cũng về cái hệ thống biển báo thì có một số vị trí là biển báo nó bị che khuất rồi hư hỏng, rồi cũng có một số điểm là nó bố trí còn chưa đầy đủ. Rồi về thứ hai là về tín hiệu đèn thì đối với địa bàn huyện Đắc Tô thì được bố trí hai cái địa điểm là bố trí đèn tín hiệu giao thông thì nó thường xuyên là nó bị lỗi, là có khi thì nó hỏng, nó không có báo về giờ, về số, rồi có khi là nó chuyển đèn vàng, nó không đúng với cái giờ sinh hoạt của người dân, ví dụ như là tầm 6-7 giờ tối nó chuyển qua đèn vàng chẳng hạn, nửa đêm nó nhảy qua đèn xanh đèn đỏ. Không những hư hỏng về hệ thống đèn chớp vàng cảnh báo, hiện nay trên địa bàn huyện Đắc Tô tồn tại thực trạng biển báo giao thông bị che khuất tầm nhìn bởi cây xanh hoặc các biển quảng cáo của người dân sinh sống hai bên đường. Khi đi dọc các tuyến đường khu vực thị trấn Đắc Tô như đường Hùng Vương, Nguyễn Văn Cử, đường Lê Duẩn hay quốc lộ 40B, nhiều biển báo giao thông bị che khuất bởi cây xanh hay đặt phía sau trụ đèn, khiến phương tiện lưu thông từ xa không thể nhìn thấy biển báo. Thậm chí có nhiều biển báo bị cây che khuất, chỉ có thể nhìn thấy khi đứng dưới gốc cây nhìn lên. Khi mà đã không đảm bảo được cái vấn đề là các cái đèn xanh đèn đỏ thì cái hệ lụy đối với người dân thì nó dễ xảy ra những cái tai nạn giao thông. Mong muốn rằng các cái ngành chức năng là tăng cường thêm về các cái cảnh sát giao thông để mà đứng các cái nhất là các những cái tụ điểm đèn xanh đèn đỏ để đảm bảo được cái tai nạn giao thông xảy ra hàng ngày. Cơ quan công an đã tiến hành rà soát và đề nghị rồi nhưng mà chưa khắc phục được thì lực lượng cảnh sát giao thông vẫn tổ chức tuần tra kiểm soát và bố trí lực lượng đối với những cái giờ cao điểm, những cái ngày mà lễ hoặc là ngày có sự kiện mà có cái lưu lượng phương tiện đông thì sẽ bố trí lực lượng để ra những cái địa điểm mà nó phức tạp đó thì để tiến hành là phân luồng điều tiết để đảm bảo cho người dân lưu thông được an toàn và cũng không để tình trạng là ùn tắc giao thông xảy ra. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo hệ thống đèn tín hiệu giao thông đường bộ hoạt động ổn định, chính xác, không gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn, hàng năm Sở Giao thông Vận tải đã có văn bản đề nghị các địa phương xem xét kiểm tra, sửa chữa tất cả các hệ thống tín hiệu giao thông bị hư hỏng tại các giao lộ trên địa bàn. Nhưng thực tế, các đơn vị liên quan vẫn chậm triển khai. Hơn một tháng vừa rồi, Sở Giao thông Vận tải đã cho anh em trong chuyên môn cũng kiểm tra trên cơ sở đề xuất, đặc biệt là phải lắng nghe đề xuất và phản ánh của những người tham gia giao thông qua cái mạng xã hội để chúng ta tổng hợp lại và cho anh em kiểm tra. Thì hiện nay trên địa bàn huyện Đắc Tô, cái tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua thuộc Cục Quản lý Đường bộ 3 quản lý thì cũng đã có văn bản đề xuất cho chi cục quản lý đường bộ 3, trong đó có văn phòng quản lý đường bộ 3.4 tại Kon Tum khắc phục các cái chỗ vị trí đèn nhấp nháy nó bị hỏng pin, và đồng thời là các cái tuyến đường ở phía trong hiện nay là đã có những cái sự cố về cái hư hỏng trong cái mặt đèn cũng như là cái độ điện nó không đủ sáng để cho mọi người dân quan sát, thì sẽ đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Đắc Tô phối hợp với lại Cục Quản lý Đường bộ 3 để sửa chữa khắc phục những vấn đề này. Đối với địa bàn tỉnh Kon Tum, thì Sở Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục đề nghị với Ủy ban nhân dân thành phố khẩn trương tìm nguồn, tạo điều kiện để khắc phục những sự cố tại các đèn giao thông, đặc biệt là nó có điều kiện thì nên thay đồng bộ các cái đèn tín hiệu, làm sao đó theo hướng càng hiện đại, càng chính xác, càng văn minh. Thực tế cho thấy hệ thống biển báo giao thông và đèn tín hiệu giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong điều khiển và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, là công cụ giúp người đi đường thực hiện đúng quy định về tốc độ, làn đường, đảm bảo an toàn, tránh ùn tắc và tai nạn. Tuy nhiên, hệ thống biển báo và đèn tín hiệu tại các địa phương trên địa bàn tỉnh hiện nay còn nhiều bất cập, rất cần sự quan tâm điều chỉnh của các ban ngành chức năng nhằm giúp người tham gia giao thông an toàn, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng chức năng có công cụ pháp lý xử phạt các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ.